Vĩnh Phúc xin chào mừng quý vị khán giả của Cửa sổ Công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những thông tin chính sau đây. Châu Âu phóng 6 vệ tinh mới để phục vụ cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu. Viếng thăm ngôi nhà thích ứng với biến đổi khí hậu tại Tiền Giang. Những mẹo nhỏ sẽ giúp cải thiện chất lượng mạng của bộ phát Wi-Fi. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua thì Samsung đã chính thức mở bán smartphone Galaxy S5 tại Việt Nam. Nhưng trong lần mở bán này, ngoài nhân vật chính là S5 còn có một nhân vật phụ cũng thú vị không kém. Đó là chiếc đồng hồ thông minh Gear 2 Neo. Gear 2 Neo nằm trong bộ ba smartwatch mà Samsung giới thiệu ở triển lãm di động thế giới 2014. Đánh dấu màn tăng tốc của đại gia công nghệ Hàn Quốc trong cuộc đua wearable tech. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngày mở bán chiếc Samsung Galaxy S5. Nhưng mà hôm nay bên cạnh nhân vật chính là chiếc smartphone này thì tôi còn nói cùng với quý vị khám phá một nhân vật phụ cũng thú vị không kém. Đó chính là chiếc Galaxy Gear 2 Neo. Đây là sản phẩm sẽ được tặng kèm theo cho mỗi khách hàng khi mà mua chiếc Samsung Galaxy S5 trong ngay ngày mở bán. Sơ qua thì Gear 2 Neo có thiết kế khá giống với Gear 2, chỉ trừ màn hình màu xám thay vì màu nâu và dây đeo là loại có thể thay thế được. Đồng hồ có hai màu là đen và cam, thích hợp cho nhiều phong cách từ nghiêm túc tới nổi bật độc đáo. Chỉ nặng có 55g nên Gear 2 Neo được đánh giá là nhẹ và dễ chịu hơn so với dòng Gear ra mắt một năm trước đây. Tuy vậy, nếu so với thiết bị của Pebble Steel, đồng hồ của Samsung vẫn có kích thước to hơn một chút. Gear 2 Neo có màn hình AMOLED vuông, kích thước 1,63 inch, độ phân giải là 320x320 pixel, sử dụng bộ vi xử lý lõi kép tốc độ 1 GHz, bộ nhớ RAM 512MB và dung lượng lưu trữ đến 4GB, có microphone tích hợp cùng Bluetooth 4.0 LE và hồng ngoại. Gear 2 Neo chạy hệ điều hành Tizen. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng việc không sử dụng Android cho chiếc đồng hồ này là một nút cờ thông minh của Samsung. Song dù chạy hệ điều hành khác, người dùng khi sử dụng Gear 2 Neo cũng sẽ không thấy nó quá khác biệt so với dòng Gear chạy Android. Thậm chí như trang CNET nhận định, ai không rành về công nghệ sẽ chẳng để ý đến những điểm thay đổi của chiếc đồng hồ hệ điều hành Tizen. Những thay đổi này thể hiện rõ nhất ở cách kiểu ứng dụng trên Gear 2 Neo. Tuy nhiên, nhờ các công cụ phát triển phần mềm thì giới lập trình viên vẫn có thể phát triển kho ứng dụng này không thua kém người anh em của mình. Thưa quý vị, xu hướng tích hợp tính năng theo dõi sức khỏe và các thiết bị di động đang rất được ưa chuộng. Và dĩ nhiên, một đại gia như Samsung thì không thể nào đi ngoài xu hướng đó. Bằng chứng là hãng này đã tích hợp công nghệ này vào rất nhiều sản phẩm mới của mình, từ Galaxy S5 cho tới Gear, rồi Gear 2. Và dĩ nhiên, Gear 2 Neo cũng không đi ngoài xu hướng đó được. Gear 2 Neo có cảm biến đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ thông qua các ứng dụng thứ ba như là Under Armour, Garmin, Runtastic. Dĩ nhiên là ngoài xem giờ, theo dõi sức khỏe thì Gear 2 Neo có thể giúp chúng ta nhận hoặc là từ chối cuộc gọi đến, xem và trả lời tin nhắn giống như là các dòng đồng hồ thông minh khác. Thưa quý vị, nhưng mà khác với Gear hay là Gear 2 thì Gear 2 Neo không có camera. Nhưng mà Hồng Hoa nghĩ là trong thời đại bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể chụp ảnh bằng các chiếc smartphone chụp ảnh rất là đẹp, hoặc là lúc nào cũng lăm lăm trên tay một chiếc máy ảnh xịn, thì lựa chọn chụp ảnh bằng một chiếc đồng hồ có màn hình bé như vậy có lẽ là không phải là một sự lựa chọn hay cho lắm. Nên là Hồng Hoa nghĩ tính năng không có camera thì cũng không phải là một điểm trừ gì quá lớn đối với Galaxy 2 Neo cả. Hiện tại thì Samsung đang đẩy mạnh dòng sản phẩm smartwatch đồng hồ thông minh của mình, và trong sự kiện triển lãm thiết bị di động thế giới ở Tây Ban Nha hồi đầu năm thì hãng đã ra mắt cùng lúc 3 sản phẩm, đó là Gear 2, Gear Fit, và dĩ nhiên là không thể thiếu Gear 2 Neo được. Và mặc dù là nhiều người nói smartwatch hay là đồng hồ thông minh chỉ là một món trang sức công nghệ thời thượng hơn là một món một thiết bị di động cần thiết, thì chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được những tiềm năng của thị trường này. Và với màn tăng tốc của Samsung, đại gia công nghệ Hàn Quốc, thì hứa hẹn rằng trong tương lai thì thị trường smartwatch sẽ còn sôi nổi hơn nữa. Nhưng dĩ nhiên đó là chuyện của thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mời quý vị quay trở lại trường quay cùng MC Vĩnh Phú và Cửa sổ Công nghệ tuần này. Thưa quý vị, đến đây thì nội dung trong phần 1 của Cửa sổ Công nghệ đã kết thúc. Trong phần tin tức của Cửa sổ Công nghệ sẽ có những thông tin chính sau đây. Lỗi bảo mật Hublist đang ám ảnh người dùng Internet. Châu Âu phóng 6 vệ tinh mới để phục vụ cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu.